gầy tí. Gầy đi uống thuốc nam. Dạ dày uống thuốc nam. Dạ dày nó từng thuốc nam tốt anh. Thuốc tây không chịu đâu. Thuốc tây nó chỉ khỏi tức thời đi anh. Uống được thuốc nam là tốt này. Cái nhà đúng lúc mất điện. Đang ngủ với nhau, không ngờ gọi ra. Thực tế ốm đau nào chứ. Mưa to nhỉ, mưa rừng đấy. Mưa rừng nó phải như thế này mới sinh thích này. Vâng, thích có một đoạn hỗn hổng đấy anh. À? Không, cũng chưa biết nhưng mà có một đoạn gần tới đấy. Nó có cái đoạn đường tàu mà. Tàu thế này, tàu nó không chạy nữa. Tàu là tàu... xưa nó khai thác mỏ, bây giờ nó cũng chạy rất tốt đấy. À, to nhỉ, mưa thế này mới đứng lại chứ. Dạ dạ. Nó đổ. Mình hiểu mưa trên này như nào to nhỉ. Bao nhiêu là sắt để thu hoạch.
Thank you.